Tiền Bối TV xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn gần xa. Lời nói đầu tiên cho Tiền Bối TV gửi lên chút sức khỏe ha. Và ngày hôm nay Tiền Bối TV đi 70 đồng, không cần mồi, sao cánh đồng, sao nhà Tèo nha mọi người. Thì cánh đồng ngày hôm nay thì Tèo đi thì đã chỗ đều hết rồi mọi người ơi, lúa đã chỗ đều hết rồi. Thì Tèo cũng xin chia sẻ với mọi người là thì Tèo đi 7 chuột vào khoảng tầm 3 tới 4 giờ hoặc 5 giờ, thì theo mọi người có thời gian mọi người đi bảy sớm, bảy khoảng 3 giờ là được. Còn Tèo thì Tèo đi làm khoảng 4 giờ hơn Tèo mới về, và Tèo xách cái vỏ bẫy của Tèo đi bẫy để Tèo quay lại cho mọi người cùng xem nha. Và đây là cái vỏ bẫy của Tèo nha mọi người, thì sớm giờ Tèo bẫy cũng được một mớ rồi đó. Thì Tèo có dặm thêm một số bẫy chuột cống nhum nha. Nó cái bẫy lớn lớn như vậy nè mọi người, là để Tèo bẫy những cái hang cống nhum. Còn bẫy chuột đường mòn của Tèo là bẫy lớn gì đó. Thì bẫy này Tèo mua gặp chợ thôi. Thì đây là những cái cây bẹo cáp quang của Tèo nha mọi người. Cáp quang, nang cáp quang này là 3 ly. Còn trên đây là cái miếng băng keo màu đỏ mọi người, Tèo quắn lên cho dễ thấy đường thôi. Thì giờ này là 5 giờ 19 phút giờ Việt Nam buổi chiều nghe mọi người. Thì sớm giờ Tèo đi bẫy dắt 4 giờ, nãy giờ Tèo bẫy cũng được hơn tiếng rồi. Để Tèo quay một số đường mòn cho mọi người cùng xem nha mọi người. Thì ở đây thì Tèo có bẫy được hai cái ở đây mọi người. Để Tèo quay cái hang bên đây cho mọi người cùng xem nè. Nè, cái hang này nó nằm ở vị trí bên đây nè mọi người. Đó, mọi người xem nè. Đó, cái hang chuột nằm vô đó. Và Tèo phát hiện ở đây thì được một đường, nó đi ngang cái bờ ranh như vậy. Và Tèo bẫy dưới đây một cái. Đây, cái bẫy của Tèo nha mọi người. Đó, Tèo bẫy theo cái đường mòn nó đi xuống nè. Nè mọi người thấy nó cắn cỏ đi xuống không? Ở đây một đường, và Tèo bẫy kế bên đây có một đường luôn. Thì đường này nó đi nè. Đó, mọi người xem cái dấu cỏ nó dính bùn dơ nè mọi người. Đó, ở trên đây nó đi xuống, đi cái đường này. Đó, Tèo hứng cái bẫy dưới đây. Đó, thì cái bẹo thì Tèo cắm cặp bên gì. Thì có trường hợp thì cái bẫy nó không được chắc á, nó gập ghềnh thì Tèo cắm vô cái bẫy luôn. Đây, như trường hợp này thì đây có hang nè mọi người. Nè, hang chuột nè. Đó, nó nằm trên bờ luôn nha. Đó, ở đây nó đi cái dấu đường đi nó xuống đây nè mọi người. Đó, mọi người xem nè. Đó, nó xuống đây. Và Tèo hứng cái bẫy dưới đây. Đó, Tèo bẫy chuột đường mòn nó như vậy, không cần mồi, chỉ hứng theo cái đường nó đi thôi mọi người. Tối nó chạy xuống thì nó ăn những cái bông lúa chỗ nè mọi người. Thì cái cánh đồng ở đây nè, nãy giờ Tèo cũng quên quay cho mọi người xem, thì đã chỗ hết rồi, chỗ đều hết rồi. Và ở đây thì Tèo phát hiện được hai hang nha. Ở đây một hang nè mọi người, ở đây một hang, và trên đây một hang nữa nè. Ở đây hang rất là nhiều, Tèo chỉ quay một số hang cho mọi người biết thôi. Đó, đó, cái hang chuột bành kia luôn đó mọi người. Thì đằng đây Tèo bẫy cũng sớm giờ cũng được 20-30 cái gì rồi mọi người ơi. Ở đây Tèo có một cái ở đây nữa đó. Ở đây cái đường nó cũng sáng lắm, nó dạt cỏ đi nè mọi người. Thì Tèo đặt cái bẫy dưới đây. Đó, mọi người xem nè. Đó, cái bẫy Tèo đặt như vậy. Thì vỏ bẫy của Tèo thì còn cũng rất là nhiều nha mọi người. Còn cũng khoảng 30-40 cái gì á. Thì Tèo bẫy được bao nhiêu thì bẫy. Thì sớm giờ Tèo bẫy được bao nhiêu đó nha mọi người. Thì cái giờ Tèo đi bẫy á, thì là tầm 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Thì theo mọi người có thời gian sớm thì mọi người đi sớm tí. Còn buổi sáng thì Tèo đi sớm, đậu đèn khoảng 5 giờ là Tèo đi cuốn rồi, 5 giờ sáng á mọi người. Tèo đi cuốn sớm rồi để Tèo về Tèo đi làm. Thì đằng đây nãy Tèo có bẫy một số cái đằng đây nè mọi người. Đây một cái nè. Thì Tèo cắm ở đây. Thì cái bẫy Tèo để dưới đây nè mọi người. Đó, mọi người xem nè. Thì ở đây một cái nữa. Tèo bẫy dưới kia. Đằng đây một cái. Đó. Thì cái đường mòn nó xuống rất là láng nha mọi người.
Mọi người xem kỹ ta sẽ thấy ngay. Đây. Đó. Tài hứng cái bãi dưới này. Không cần mồi, chỉ hứng chuột chạy thôi. Rồi, tèo hẹn mọi người lại sáng ngày hôm sau nha, tèo đi cúng bẫy nha. Rồi coi chuột nó chạy như thế nào cho mọi người xem giải trí nha mọi người. Rồi, tèo Ngõ TV chào tất cả mọi người vào một buổi sáng nha. Buổi sáng ngày hôm nay tèo Ngõ TV bắt đầu đi cuốn những chiếc bể chuột đồng tèo gài ngày hôm qua mọi người. Thì bây giờ tèo đi qua cây cầu này, thì qua bên kia thì cái giỏ sách ngày hôm qua tèo gài tèo để đằng kia mọi người. Đó, ở đây thì ta làm một cái đập để người ta giữ nước lại, để người ta bơm nước vô những miếng ruộng, miếng lúa, miếng gãy. Còn bên đây là những cái miếng phai cao nè mọi người. Ở đồng của tèo gọi là phai môn nha, khu vực của tèo gọi là phai môn. Còn cái phía bên đây thì toàn khu vực bên đây là lúa. Thì lúa ở đây cũng đã chỗ đều rồi mọi người ơi. Đây, tèo mới vừa đi qua cái cầu. Đó, miếng lúa ở đây. Và cái giỏ sách thì tèo để đằng đây. Ngày qua tèo không có đem vô. Để đại ngoài đồng thì đi ra cuốn luôn. Hôm qua tèo gài cũng còn được mấy cái nè mọi người. Mấy cái bẫy cũng nhum. Như cái này nó bị hư lò xo, bẫy đường mòn á mọi người. Và bây giờ tèo xin mời tất cả mọi người để đi theo tèo thăm những chiếc bẫy chuột đồng của tèo nha mọi người. Xem chuột có chạy hay không. Đây sáng nước quá chừng nước mọi người ơi. Nước đầy thủy lợi luôn. Rồi, cái đầu tiên. Cái này không chạy mọi người ơi. Ở đây cũng có một số đường rất là im. Nhưng mà cái này thì lúa nó chưa có chín á, cho nên chuột nó cũng ít là làm đường mòn nhiều đó mọi người. Chuột thì cũng có chuột đó. Nhưng mà khi mà lúa mà đỏ đuôi á mọi người, đỏ đuôi bắt đầu chín á là đường mòn rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm qua tàu gài 40-50 cái mà không hết luôn mọi người ơi. Không có đường. Không có đường nhiều. Hang thì có nhưng mà đường nó chạy lan á, nó không có đường. Cho nên tèo không có gài được nhiều. Đây những miếng đậu, đậu đỏ của chú Sáu tèo trồng. Rồi tôi gặp ở dưới đây ngập nước luôn. Ngày qua tèo gài không có nước mà sáng có nước vớt luôn. Rồi, tiếp luôn mọi người ơi. Rồi ở trong cái bờ sậy này tèo có gài một số cái xem như thế nào. Rồi, cái này chết luôn. Đây tèo có một cái ở đây. Dính hồng. Thui. Rồi lụm. Một em mọi người. Đây. Đó. Nè mọi người xem kỹ nè. Nó nằm vàng tươi. Chà bá luôn nha mọi người. Đó, thế con chuột chưa. Đó. Chuột đồng nha mọi người. Cỡ này lúa đã có bông rồi nè mọi người. Đây là bông lúa nè. Cho nên cái này chuột nó ăn ba cái bông lúa sữa này nè. Ở trong này là sữa không à. Nên chuột rất là mập. Một em. À, tiếp luôn mọi người ơi. Ở đây thì tôi có vài cái ở chỗ này. Để tôi thăm từ từ cho mọi người cùng xem nha. Rồi, hai cái này không chạy. Ở đây có hang cũng nhầm bự lắm nè mọi người. Để tôi quay sơ lược cho mọi người xem nè. À, cái đất nó đụng cái cục bự bự gì đó là cũng nhầm nghe. À, tiếp tục luôn mọi người.
Thì tèo đây tèo có dí vài cái bẫy ở đây, hy vọng bắt được cái con cún nhum này. Thôi gì mà không dính, này là bẫy lớn của tèo nha mọi người, khôn quá. Để từ 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 tèo dí nó là dính thôi, nước ngập cái đường đi luôn nè mọi người, quá nước rồi. Rồi một cái ở đây không chạy luôn. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi, bên cái cạnh bên đây tại có gài liên tiếp 4-5 cái một dọc nè. Nhìn qua cái đường này nè, tèo quay nó rất là láng nè mọi người. Tèo lúc mà tèo review cho mọi người cùng xem á, coi nó có dính không nha. Có sập mọi người ơi, dính bự không đây. Nè cái đường nè mọi người, tèo quay cho mọi người xem nè. Nè dính con chà bá luôn nè. Nè mọi người xem cái đường đi nè, nó đi qua cái cây này nè. Tèo bẫy, cái bẫy nằm dưới đây nè. Tèo hứng chuột ở trên đây nó chạy xuống á mọi người. Nè ở trên đây nè, đây nó chạy xuống dưới đây, dính nè mọi người. Cầm lên cho mọi người cùng xem rõ hơn ha. Chà bá luôn nghe mọi người, hết biết đã chưa. Cái này chuột nó ăn ba cái lúa có sữa mọi người, lúa bắt đầu chuẩn bị vô hột á là trong đó sữa không à, cho nên chuột rất, cái này rất là mập nha. Một em rồi, mấy cái anh đây như thế nào nha mọi người. Ở đây thì có một cái đây nữa nè. Rồi, cái này rồi, hai cái liên tiếp này không chạy, chạy cái đầu tiên tiếp luôn nha mọi người. Rồi dính nhưng mà nó bị không hết, nó bị dính nửa đoạn nè mọi người. Rồi, tèo cũng hạn chế quay cái này nha, rồi nữa tèo xử lý nó sau. Đây một cái nữa dính nè mọi người. Quá đã, quá đã nè mọi người xem nè, cái đường nó đi nè, rõ ràng không, nó đi có một lối mòn rành rạnh luôn nha mọi người. Ta bẫy cái bẫy dưới đây, tối thì nó chạy xuống nó ăn ba lúa thì dính thôi. Đây nha mọi người, đây dính còn mắc kẹt cái đuôi nè, vô đứt cái đuôi vô. Ngon lành hai em. Cái này thì nói chung là chuột nó dính thì lư thưa, nhưng mà dính con nào con ấy là xứng đáng nha mọi người. Mọi người xem nè, đó hai con chạy bá luôn. Rồi, tiếp luôn mọi người ơi. Lụm không, lụm không. Ở đây một cái, đây một cái, vì mà hai đường này không chạy mọi người, chạy đằng kia, ở đây không chạy. Ở đây thì có con cái dưới đây. Rồi, cái này cũng không chạy luôn. Và bây giờ thì tèo sẽ tiếp tục đi qua cái cục đế thứ hai này, tèo đi thăm mấy cái này nha mọi người. Thì tèo đi bẫy chuột á, thì tèo quay cái đoạn đường tèo quay thì tèo quay hết nha. Cái nào mà nó không chạy nhiều quá mọi người, tèo về nhà tèo cắt bỏ bớt nha. Để mọi người xem mà những cái không chạy nhiều quá, cái video nó cũng không có hay lắm nha mọi người. Tại nhiều khi mọi người không hiểu, mọi người nói sao mà quay toàn là dính không nha mọi người. Những cái mà không dính tèo cắt bỏ bớt, thì cái đoạn đường tèo quay hết luôn, không có bỏ khúc nào hết. Đây chạy nè mọi người, đó lượm một em. Đây ngon lành một em nha mọi người. Em này giòn giòn, không được bự hung. Đây tèo có một cái ở đây nữa nè, đây dài dài cũng có đường nhưng mà tèo gài cũng thưa cái lắm.
nè, đây dính con nữa nè, này dính nè mọi người, đó, con lạnh, giòn giòn thì bắt giòn giòn, hai con, thì tao quay hết luôn, cái quá trình tao đi cuốn bẫy cái nào tao cũng quay hết, nhưng mà những cái không dính thì tao về nhà tao cắt bỏ bớt. Đây cá tao quay cặp với nước, đặt với nước. Này dính nè mọi người. Thầu ơi. Nước ướt nhẹp luôn. Cầm lên cho mọi người cùng xem nha. Nè, ướt nhẹp luôn. Dính cái đuôi để cho nó vô. Đó, ba con. Bốn cái ba con. Nó cũng tùy theo trường hợp vậy đó mọi người. Có nhiều khi nó dính nguyên một dọc vậy đó. Cũng có luồn mười mấy hai chục cái, không dính con nào cũng không chừng. Ba con tiếp luôn mọi người ơi, để tèo ghi hình hết cái đoạn này, tèo quay lại tèo cuốn bẫy sau nha. Ở đây tèo có một cái rồi, cũng đặt ở dưới máy nước nè mọi người. Ngày qua tèo đặt thì cái ruộng lúa nó khô, mà bây giờ nước nó nhiều thì nó đầy lên, vô nước vô vô ruộng. Rồi, ở đây tèo có một cái nữa, đúng không, đâu rồi, ngập nước gì sao dính mọi người, thua nước không. Đây lúa chịu ở chỗ nè mọi người, mọi người xem nè, trong những cái bông lúa này nè mọi người, toàn là sữa không à. Đó, cái chất sữa nó từ từ nó sẽ thành cái hạt gạo trong đó đó mọi người. Đây là bông lúa nè mọi người, để thầy quay kỹ hơn cho mọi người xem nè. Đó, cái bông lúa đó, bông lúa này thì nó chưa có vô hột, nó mới ngậm sữa à. Đấy, tiếp luôn mọi người ơi, đằng đây tèo còn như hai cái đằng đây nữa, là tới khu vực khác. Để tèo lại xem coi nó có dính không. Đây, hình như dính nha mọi người. Dính dính. Đó, ít ra phải vậy chứ. Dính nè mọi người ơi. Cỡ này thì nói chung là tèo gài lúa chưa chín thì dính con nào con nấy xứng đáng nha. Con này con nấy ú ú gì không nè, đã ghê không mọi người. Một con nữa, đây tèo có một cái ở đây nữa, là hết cái khúc bẫy này. Ủa, cái con gì mà nó quằn dữ vậy ta, cái bẫy ngày hôm qua tao đặt ở dưới đây. Dính mọi người, dính chục lứa, con lứa đầu tiên đây. Rồi, có cái màu rồi, để tao quay xa ra tí nha. Rồi, vậy là tao xin phép tắt máy để tao cuốn cái đường bẫy này lại, tao đi khu vực khác tao quay tiếp cho mọi người cùng xem nha. Và ở đây thì tao có một cái dọc đường đi này nữa, chạy không, chạy luôn mọi người nè. Một bé chà bá, một con bự bành kỳ, mọi người xem cái đường nó đi nè, cắn những cái bông lúa nó còn rớt lại nè mọi người. Nè, cái bông lúa nó cắn nè đó. Và đây tè đã bẫy dính, bắt được con chuột này, ngon lành nha mọi người. À, đã chưa, quá đã. Rồi, tiếp luôn mọi người ơi, thì bây giờ thì cái khúc này ngang qua thì tạ bẫy con cái chỗ này à, và bây giờ tạ sẽ đi qua cái cây cầu này. Đó, tạ sẽ đi qua cây cầu này vô là cây cầu nè mọi người,
đó, cái cầu tàu đi qua bên đây đó. Và tàu sẽ đi vô cái bờ ranh đằng đây, đi vô giữa cái miếng đất trong đó đó mọi người, có một cái gò đất trong đó. Đó, những cái bệ của tàu cắm nè. Rồi, tới rồi mọi người. Rồi, cái này không chạy. Không chạy luôn. Đường ngon quá mà không chạy ta. Quất hẻo à mọi người ơi, đường im quá. Chạy không, chết quất luôn. Nè mọi người xem nè, cái gò này rất là lý tưởng nha mọi người, giữa miếng đất luôn, lý tưởng quá mà bẫy nó không chạy, hồn quá, hẻo luôn. Có nhiều khi vậy đó nghe mọi người, bẫy đường mòn ngon vậy mà nó không chạy, à, chết luôn. Rồi vậy là trong cái gò này tèo bẫy không dính nha, đợt sau tèo chiến tiếp nghe mọi người, đợt sau tèo nghiên cứu tèo chiến lại tiếp. Rồi tèo đi lại đằng đây, tèo cũng còn dọc cái đường còn một hai cái nữa là hết bẫy luôn nghe mọi người. Và buổi thành quả bẫy chuột ngày hôm nay của tèo mọi người thì được bao nhiêu đây chuột nha. Mấy cái cuối hồi nãy thì tèo có quay nhưng mà không dính, tèo có cắt bỏ luôn nghe mọi người. Hôm nay thì tèo được 10 con nha. Đó 10 con, trong đó có một con chuột này là chuột bây giờ bẫy gắn nha mọi người, chuột nhỏ thôi. Còn lại là 9 cái, 9 con. Con nào con nấy ú nu không nghe mọi người. Nè, có con này nè. Hết biết chưa? Mập ú luôn nè mọi người. Nè. Con nào con nấy thì thôi, hết sức đã. Thì cái số 7 của tèo thì tèo cũng đã cuốn lại hết rồi mọi người ơi. Trong đây tầm khoảng 30 mấy cái nha mọi người. Thì ở ngoài đây được chục cái nữa là 40, hơn 40 cái. Dính được 10 con nha mọi người. Thì hôm nay thành quả của tèo được bao nhiêu đó. Thì cái cánh đồng sau nhà tèo thì ở đây. Thì ở đây là ấp Tân Thượng Nga, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Tèo ở Đồng Tháp nha. Cánh đồng ở đây thì lúa đã chỗ gần đều hết rồi mọi người. Nè, cánh đồng lúa xanh đó. Khu vực bên đây thì lúa. Còn bên đây toàn bên đây là rẫy nha mọi người. Phơi môn với bắp rồi ớt đó. Thì hôm nay thành quả của tèo được 10 con chuột, 9 con bự và một con nhỏ. Rồi cái video bẫy chuột đồng không cần mồi hôm nay tới đây thì tèo cũng xin dừng lại nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau của tèo nha mọi người. Hết biết con nào con nấy chưa. Rồi xin chào tất cả mọi người nha.